Rau sạch cả nhà xin kính chào các bạn. Tiếp theo trong cái video hướng dẫn đến quy trình xử lý và cải tạo lại đất sau mỗi vụ gieo trồng để chuẩn bị vụ gieo trồng tiếp theo đạt hiệu quả cao, thì cái khâu làm đất rất quan trọng. Và trong cái video trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý cái xác thực vật của những cái cây ở vụ gieo trồng trước, để mình ngâm ủ tạo cái phân hữu cơ và mình cày ải xới đất bón vôi. Thì sau được một tuần thì sau khi phơi ải được một tuần cho đến 10 ngày tối thiểu là được một tuần, thì mình sẽ tiếp tục đến cách xử lý tiếp theo trước khi gieo trồng. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn tiếp chi tiết cho các bạn cách sau khi mình ngâm ủ phơi ải đất được một tuần thì mình sẽ tiến hành xử lý đất tiếp theo. Thì xin mời các bạn cùng rau sạch nhà cùng theo dõi. Đầu tiên thì đây là cái ô đất mình đã xử lý vôi bột sau một tuần. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tiếp theo, đấy là mình sẽ có cái thuốc từ sâu sinh học này, tỏi ớt hương. Đây có sự học tỏi ớt hương mình đã ngâm ủ và bây giờ mình sẽ dùng để mình xử lý các cái ấu trùng, như là chủ yếu đó là các cái trứng của loại ốc sên, các loại ốc con đang lẫn trốn ở trong đất, thì mình sẽ xử lý cũng như là một số cái ấu trùng sâu bệnh ở trong đất để cho thiệt tiêu diệt trước khi mình gieo trồng vụ mới. Và một nguyên liệu thứ hai đấy là cái phân hữu cơ từ ngâm ủ rác nhà bếp. Đây là cái thùng xốp mà mình đã ngâm ủ các loại rác. Thì sau khi mình đây mình trong video trước mình có hướng dẫn cho một số bạn cách tạo cái thùng này để ngâm ủ rồi. Thì sau khi mình sử dụng các cái dung dịch nước nó ra thì mình đã tưới. Đây mình tưới dùng cái vòi này mình đã tưới nước rồi. Còn cái phần bã, cái phần đấy thì bây giờ mình sẽ bón. Đây là những cái lá cây, xác lá cây thôi. Các cái lá cây hay vỏ hoa quả để mình đã ngâm ủ thì nó đã phân hủy rồi. Thì đây là cái nguồn phân hữu cơ rất tốt mình bón. Và một cái loại phân mình cũng có thể bón bổ sung, đấy là lá phân, đây là phân hữu cơ này. Đây phân này thì phân này của Nhật. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì đi mua ở các cái đại lý cũng có. Phân này là cũng gần giống với các cái phân tổng hợp NPK của Việt Nam mình. Nhưng đây là phân hữu cơ chất xuất từ các cái lá cây, các cái nguồn phân hữu cơ của Nhật, nông nghiệp Nhật. Người ta luôn sử dụng loại phân này. Thì ở đây thì mình cũng sẽ bón thêm một ít loại phân này. Đấy. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành cùng làm. Thì mình sẽ làm để các bạn có thể theo dõi. Đây, trước tiên thì để tiến hành làm công đoạn tiếp theo thì mình nói qua cho một số bạn mà trong những video trước không kịp theo dõi, thì để các bạn nắm bắt qua được, thì là đầu tiên sau khi sau khi kết thúc một cái vụ gieo trồng của những cái cây đợt trước, ví dụ như đây là những cái thùng rau này, thì các bạn hái những cái phần non, phần có thể dùng được các bạn ăn, còn cái phần gốc, phần già hoặc thân già thì các bạn có thể khi cây không phát triển nữa thì các bạn có thể nhổ đi, và mình không nên vứt, và mình sẽ ngâm ủ tạo thành những cái nguồn phân hữu cơ như thế này đấy. Và tiếp sau đó là mình sẽ xới đất lên để cho cái bộ rễ nó được phơi lên trên để cho nó chết đi, cũng như là các cái bón vôi kết hợp với bón vôi để các cái ấu trùng sâu bệnh nó được tiêu diệt. Và tiếp theo bây giờ là mình sẽ dùng cái phân hữu cơ từ rác nhà bếp này. Đây là những cái phân hữu cơ từ vỏ cam, vỏ chanh, các cái vỏ rau không củ quả thừa mình đã ngâm ủ. Phần nước mình đã chiết xuất mình tưới cho rau rồi, còn phần bã thì bây giờ mình sẽ bón lên đất để lót lên đất để mình trồng. Thì có hai cách bón, một nữa là các bạn bón rải đều lên trên mặt luống này đấy, hai nữa là các bạn có thể là bón theo luống, có thể các bạn sẽ dùng những cái bay này, các bạn rải ra xong đấy sạch ra, mà các bạn bón những cái phân này theo dọc luống, sau đó các bạn lấp đất lại.
thì mình bón làm sao? Đối tùy vào từng loại cây trồng. Nếu như các bạn trồng các loại rau thì mình nên rải đều trên mặt luống. Còn đối với những loại cây ăn cũ mình trồng theo luống thì mình sẽ rải đều theo luống. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là rải đều trên mặt luống. Đấy, đây là những phân hữu cơ mình sẽ rải đều trên mặt luống. Ở đây thì nếu như các bạn trồng rau sạch cho gia đình thì các bạn nên nên có một cái thùng xốp để mình xử lý các loại rau củ quả thừa rác thừa trong nhà bếp để mình tạo nguồn phân bón cho cây. Đấy, đây thì nhà mình thì các cái vỏ cam, vỏ chanh, vỏ dưa hấu hay là vỏ trứng hay là các loại rau củ quả thừa mình đã ngâm ủ, và đây là cái thành quả của cái làm phân hữu cơ. Đây là cái nguồn phân rất tốt cho cây trồng, vừa độ bùn rất cao. Đấy, cũng như là cái nguồn phân rất sạch. Thay vì một số cái hộ gia đình người ta ở quê người ta có cái nguồn phân phân chuồng hoai mục từ động vật như là phân heo, phân gà, phân bò, thì mình ở các hộ thành phố mình không có thì mình cũng làm những phân này. Và đây là nguồn phân hữu cơ rất tốt từ thực vật. Đấy, thì các bạn tận dụng những nguồn phân này. Đây các bạn bón rải đều trên mặt luống. Đây những cái vỏ cam. Đấy, rải đều lên mặt luống. Sau đấy thì các bạn sẽ phủ một lớp đất lên. Có hai cách, các bạn có thể phủ đất lên hoặc các bạn có thể bón xong phần phân hữu cơ này thì các bạn sẽ dùng bay hoặc là dùng các cái dụng cụ xới đất, các bạn xới cho đều đi. Làm sao cho phần phân này nó nằm sâu xuống đất. Thì đất phủ một lớp đất lên để cho các cái hạt giống cây hoặc cây trồng nó không nó chỉ phần hữu cơ này nó nằm sâu xuống đất tầm khoảng 2-3 cm là tốt nhất. Đấy. Ở đây thì mình sẽ làm chi tiết cho các bạn. Đấy, mình đã bón phân xong và mình sẽ dùng cái dụng cụ bay, mình sẽ trộn đều trong đất. Xong đấy rồi mình sẽ phủ một lớp đất mùn lên bên trên để trước khi mình trồng cây. Đấy là mình đã bón xong một lượng phân hữu cơ từ rác thải bếp xong. Tiếp theo thì ở đây, đây là như lúc nãy mình có nói là mình sẽ sử dụng phân này là phân hữu cơ, cũng gần giống với phân NPK, phân tổng hợp của nhà mình. Nhưng mà đây là phân hữu cơ của Nhật. Thì mình có sử dụng cái phân hữu cơ của Nhật này thì mình sẽ bón bổ sung thêm vào đất một cái lượng phân để nó bổ sung thêm cái dinh dưỡng ở trong đất. Bởi vì đất của mình trồng thì mình trồng rất nhiều loại rau, mình luân canh thường xuyên. Hết rau này thì mình trồng đến đâu rắc, hầu như là đất không có thời gian nghỉ. Chỉ là mình phơi ải đúng quy trình phơi ải của mình thôi, còn không để trống đất. Đấy. Vậy là mình đã bón trong một lượng phân rất nhỏ thôi. Đấy. Mặc dù phân hữu cơ cũng rất tốt nhưng mà mình phải tiết kiệm để cho những cái ô khác. Và đấy, sau khi mình bón phân xong, phân hữu cơ từ rác ra bếp xong, mình bón phân hữu cơ chiết xuất xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành công đoạn tiếp theo là mình sẽ phủ lên một lớp đất. Vâng, tiếp theo thì sau khi mình đã bón phân hữu cơ từ rác nhà bếp rồi và bón ít phân hữu cơ chế biến rồi thì bây giờ mình sẽ phủ lên một lớp đất mùn. Ở đây thì cái đất mùn này thì mình cũng đã xử lý, có nghĩa là mình đã phơi ải cũng như là các cái cách xử lý sạch rồi để tạo lớp mùn bên trên để khi mình gieo hạt thì tỷ lệ nảy mầm nó sẽ cao hơn và cây nó sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn. Vì sao lại phủ thêm lớp đất này thì có một số bạn hỏi là gieo cây hoặc trồng cây con trực tiếp lên cái phân hữu cơ từ rác thải bếp có được không, thì mình xin chia sẻ với các bạn là tùy vào cái cách ủ ngâm ủ của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là có những bạn mà gieo như quy trình thì khi ta bón phân hữu cơ, cái phân chuồng thì đảm bảo là phân chuồng phải hoai mục.
các loại phân chuồng đấy phải hoai mục, cũng như là phân hữu cơ khi ta ngâm ụ thì các bạn để ý là mình phải ngâm ụ nó hoai mục đi, chứ không nên bón khi đang còn tươi. Bởi vì sao? Bởi vì khi đang còn tươi thì thường thường trong phân chuồng các loại phân hữu cơ thì mang một bơm mầm bệnh nấm đấy. Nếu như các bạn bón và gieo trồng cây lúc đang phân chưa hoai mục thì đó là cũng rất nguyên nhân phát sinh một số bệnh nấm đấy. Cho nên là bạn phải phủ lên một lớp đất, hoặc là bạn làm cho cái phân hữu cơ nó lấp ở trong đất thì tốt nhất là khi mà phân hữu cơ nó chìm sâu ở trong đất khoảng 2-3 phân, nghĩa là các loại phân nó nằm trên phần mặt trên cùng nó là một lớp đất mùn thì nó sẽ tốt hơn cho cây trồng đấy. Thì mình sẽ phủ một lớp đất lên như thế này đấy. Thì bây giờ là cái bề mặt của đất của mình đã xử lý xong, mình còn một khâu cuối cùng, đấy là khâu rất quan trọng. Khâu này thì hầu như rất nhiều bạn bỏ qua. Nếu như mà ở các hộ của nông dân, người ta làm trên những cánh đồng với những diện tích lớn canh tác những loại rau để đấy thì là người ta sẽ cũng làm theo cái quy trình này thôi. Tuy nhiên thì một số bạn trồng rau ở các hộ gia đình thì hầu như mình quên bỏ qua cái bước này. Đấy là gì? Đấy là mình sẽ sử dụng cái thuốc trừ sâu sinh học, tỏi ớt hương, các cái chế phẩm sinh học đấy để mình phun đợt đầu, xem như là đây là mình phun đợt đầu để phòng trừ tất cả các cái loại bệnh trước khi mình gieo trồng cây. Vâng, bây giờ thì mình sẽ phun, đây là cái chế phẩm tỏi ớt hương của mình đấy. Các bạn có thể nhìn thấy đây là mình đã ngâm ủ cái dung dịch này cũng khá lâu rồi đấy. Bây giờ mình cứ dùng dần, thì trong những video trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách ngâm ủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái dung dịch này, mình sẽ pha với cái tỷ lệ là 1 lít, 1 lít dung dịch tỏi ớt hương này thì sẽ pha với khoảng 10 lít nước lạnh, và các bạn phun cho khoảng 80 đến 100 mét vuông rau. Đấy là nếu như bạn phun để phòng trừ cái ốc sên, tiêu diệt các cái mầm trứng bệnh của ốc sên. Đấy. Thì nếu như diện tích loại ít thì các bạn có thể dùng bằng cái bình phịt, bình xịt để quanh xịt. Tuy nhiên là của mình ở đây thì mình sẽ dùng cái bình này đấy để mình phun. Thì công dụng của tỏi thường là rất tốt. Vì sao mình lại phun lên cái lô đất này? Bởi vì sao? Bởi vì tuy mình đã xử lý vôi bột và phơi ải rồi, tuy nhiên thì một số cái loại trứng ốc sên cũng như là cái mầm sâu bệnh vẫn đang còn nằm trong đất. Thì bây giờ mình sẽ vâng, như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn xong cái cách cải tạo lại đất, chăm sóc lại đất sau mỗi vụ gieo trồng. Bước thứ hai trong cái quy trình chăm sóc lại đất sau mỗi vụ gieo trồng rất chi tiết. Thì từ khâu mình xử lý cây xác thực vật tồn dư,
cây ải, bón vôi đến bón phân hữu cơ, xử lý thuốc sinh học để tiêu diệt số ấu trùng, số bệnh rồi. Như vậy là đây là cái nền đất này là đã hoàn thành. Bây giờ các bạn sẽ để cho ổn định đất khoảng 2 hôm. 2 hôm xong, 2 đến 3 hôm thì các bạn lại tiến hành gieo hạt hoặc là trồng cây con lên khu đất này là đã đảm bảo dinh dưỡng cũng như là cái an toàn về sâu bệnh rồi. Vâng, như vậy là mình đã giới thiệu hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách làm đất, ngâm ủ đất và để chăm sóc lại đất sau mỗi cái vụ gieo trồng. Thì rất mong các bạn luôn có được những cái mớ rau xanh sạch ở trên cái sân thượng của mình ở một số gia đình thành phố như này. Đây là một cái ô rau cải cúc của mình, đấy, được trồng đóng thùng gỗ. Bên này là rau cải canh, đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video cũng như là đã đóng góp ý kiến và chia sẻ cho mình rất nhiều những kiến thức như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Đấy, thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu như có thắc mắc gì hoặc là có những đóng góp gì thì các bạn có thể là comment gửi tin nhắn ở phía dưới video. Thì với kinh nghiệm của mình thì Rau Sạch Chạy Nhà sẽ xin trả lời các bạn. Vâng, kính chúc các bạn luôn có được những bữa rau xanh sạch an toàn cho gia đình mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn.